Rồi xin chào mấy anh em ha. Thì bữa nay em giới thiệu cho anh em một số mẫu phẩm anh em cho anh em tham khảo nha anh em. Cái này mấy cái mẫu lồng nha, lồng quay quay cho anh em coi mấy mẫu lồng của cô gái anh em ha. Thì bữa nay em giới thiệu cho anh em mấy cái mẫu lo nha anh em. Lo ha, túi đựng lo, túi đựng chéo nha anh em. Này ở đây bắt ra mấy con quất nó lại nè anh em. Bên em bán tiếng chim đầy đủ cho nghe anh em. Thì tiếng chim bên em là tiếng chim tự làm nghe anh em, tự làm ha. Đặc biệt là tiếng chim đêm nghe anh em. Đấy con quất. Mấy con quất này quất mồi không anh nè. Thì trong này á thì em có nuôi là quất nè, chích nè, cua gáy, gà gừng đầy đủ hết. Tiếng chim ha, đặc biệt tiếng chim anh em là bán nhiều lắm nha anh em. Thì bữa nay giới thiệu thì cái túi đeo chéo nha anh em, túi đeo chéo đừng lo ha. Thì cái túi đeo chéo này mình may bằng da nha anh em, da nó dày lắm. Khi mình đừng lo anh em thì trời mưa nó sẽ không thấm được vô trong nha anh em. Thì cái túi này ha. Cái này thì hiện tại thì em đang bán giá là 170 nha anh em, cái này bán nhiều lắm, cái này may cực kỳ là bán nhiều. Thì túi đựng lo em tới 5-6 mẫu luôn nha anh em, bên đây một mẫu nữa nè. Mẫu này dày lắm. Cái này nó cứng mà. Cò, cứng rồi. Cái này cái liều nghe nè. Cái liều ha. Cái liều này thì mai mình giải dù bóng nghe nè. Giải dù bóng ha. Thì cái liều này thì hiện tại thì em đang bán giá là 380 nghe nè. 380 ha, bao phí nghe nè. Thì ngoài thị trường thì bán cũng nhiều giá lắm. Nhiều giá lắm nghe nè. Tiếng chim anh em tự làm nghe nè. Cái này là cái liều nè nè, cái liều đó, cái túi, cái ba lô á nè. Cái ba lô này thì mình đựng đồ được khoảng cỡ 3-4 ngày nghe nè, đựng đồ mình đi ha. Thì cái này thì bán cũng giá là 170 luôn nha nè, 170 ha. Còn cái ba lô này á là cái ba lô lớn nè, mình có thể đựng được cái liều nghe nè. Cái liều này hồi nãy em đang bán giá là 380 nha nè, bao phí ha. Cái liều, cái ba lô này đựng được cái liều luôn nha anh em, đừng lo, đựng hết tất cả như mình quải thêm một cái một luôn anh em. Thì cái này thì em bán 250 nha anh em. 250. Nó nhiều ngăn lắm. Nếu cần mẫu nào alo em ha. Cái liều này tiện lắm anh em, khi mà mình đi bẫy á, không có nơi nào ẩn nấp á, thì mình dựng lên ngồi trong á, trời mưa nắng nào cũng không có sợ nữa. Thì khi mà con chim nó bay đi bay về nó sẽ không thấy nghe nè, bay đi bay về nó sẽ không thấy. Tiếng chim anh em bán nhiều, tiếng chim đặc biệt là nó tự làm nữa nè. Nên quất nó nghe cái nó lại nó quất là dạ.
Thì ngoài ra là bên em có quần bán quần áo ngụy trang đầy đủ cho anh em, thức ăn cua ghế lòng khoáng lụp lụp chích lụp quất đầy đủ hết trơn nha anh em, nhanh dạng lắm. Cua gái cũng vậy đó nha anh em, mấy cua Malai bên đây nó cũng dạng lắm anh em, nghe ở nước này gần sát bên nè, dạng lắm. Mấy con này về anh em nuôi nó dạng, nó không có bay tới bay lui đâu, mình nuôi mình nhốt trong cái lồng á nè. Mấy con nhát là mình về mình bực bội lắm, bởi vì khi nhát mình nuôi á là về nó sẽ bay bay ha, bự con nha anh em. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh em sau nha anh em. Anh em có nhu cầu mua alo em ha, số điện thoại để cho tôi đề nha anh em.